và các bạn đang đến với chương trình Party House Review. Và hiện tại thì Trân đang đứng tại trung tâm hội nghị và tiệc cưới Kalina, một địa điểm sang trọng và đẳng cấp được nhiều khách hàng lựa chọn cho những sự kiện trọng đại của mình. Trụ sở chính của Kalina nằm tại số 105-107 Tân Thắng, phường Sơn Kỳ, quận Tân Phú. Từ Kalina nhìn ra là hai mặt tiền đường lớn là đường Tân Thắng và đường Tân Kỳ Tân Quý. Vì thế khách đến tham dự không lo đường khó hay là cản trở giao thông và có thể yên tâm về chỗ để xe. Phải nói Kalina tọa lạc tại một vị trí vô cùng đắc địa của quận Tân Phú, tạo sự tiện lợi về giao thông. Và như các bạn cũng thấy thì đối diện Kalina là Aeon Mall Tân Phú, một trong những trung tâm thương mại lớn nhất nhì tại Thành phố Hồ Chí Minh. Và bây giờ thì chúng ta hãy cùng nhau khám phá xem Kalina có gì hấp dẫn mà lại thu hút được nhiều khách hàng đến như thế nhé. Nãy giờ khi mà Trân đi một vòng quan sát thì Trân thấy là kiến trúc ở Kalina ở đây cũng khá là đặc biệt, với tông màu trắng chủ đạo, xen kẽ với đó là màu vàng đồng. Với thiết kế trần cao làm tốt lên vẻ đẹp của Kalina, tựa như là một tòa bạch ốc. Phong cách trang trí hiện đại và tinh tế. Khi bước vào sảnh thì chúng ta sẽ được các bạn lễ tân tiếp đón nồng nhiệt trong một không gian sang trọng, thoang thoảng mùi hương tinh dầu dễ chịu dưới ánh sáng vàng lung linh được phản chiếu trên nền màu tường trắng. Phía góc sảnh thì có một chiếc piano giúp cho khách hàng có thể chụp hình sống ảo hoặc là sướng lên những bản nhạc du dương bởi những nghệ sĩ dương cầm. Và ngay góc trung tâm của sảnh là một backdrop chụp hình đặc trưng của Kalina sử dụng tông màu cam ấm áp. Đây chính là một trong những góc sống ảo nhiều like mà khi mà bạn tới Kalina. Bây giờ thì chúng ta hãy cùng tiến lên cầu thang để tham quan tầng trên nào. Thật ra thì Kalina cũng có thang máy các bạn, nhưng mà để tăng tính trải nghiệm và khám phá thì hôm nay Trân sẽ đi thang bộ. Kể cho các bạn nghe điều này, hồi trước thì Trân cũng từng dẫn tiệc cưới cho nên cũng có cơ hội cộng tác với nhiều trung tâm hội nghị tiệc cưới rồi. Nhưng mà ở Kalina này Trân thấy có một điều rất là đặc biệt là ở tầng lửng của Kalina là một nơi trưng bày váy cưới của cô dâu rất là lộng lẫy. Nhìn những mannequin khoác cho mình những bộ váy cưới này á, thì thấy là thích rồi. Không biết một ngày nào đó khi mà Trân khoác lên mình những bộ váy cưới này sao nhỉ? Trang phục cưới ở Kalina cung cấp khá là đa dạng nha các bạn, từ kiểu dáng, màu sắc cho đến chất liệu. Bên cạnh đồ cưới cho cô dâu và chú rể, Kalina còn hỗ trợ cho thuê váy phù dâu hoặc là phục trang cho suya hai bên. Ngoài ra thì còn có khu vực dùng cho make up nữa, cho nên rất là tiện lợi. Ở mỗi sảnh của từng tầng chúng ta đều thấy là có đầy đủ sân khấu, màn hình LED, dàn âm thanh hiện đại, hệ thống ánh sáng linh hoạt, internet không dây để phục vụ nhu cầu trình diễn và giải trí. Sảnh được trải thảm sang trọng phù hợp với từng concept buổi tiệc. Vì tiệc cưới là một sự kiện quan trọng bậc nhất trong cuộc đời mỗi con người, là giây phút đánh dấu sự trưởng thành, là bước ngoặt bước sang trang mới của một cuộc sống đầy yêu thương, hạnh phúc và sự tin tưởng. Chúng ta có thể thấy Kalina như một tòa lâu đài lung linh sắc màu tình yêu, nơi hiện thực hóa của hạnh phúc lứa đôi viên mãn tròn đầy. Không chỉ tiệc cưới mà những sự kiện đặc biệt hội nghị, hội thảo, thôi nôi cũng được nhiều khách hàng tìm đến bởi không chỉ không gian sang trọng mà còn thuận tiện giao thông, dịch vụ chuyên nghiệp, đặc biệt là giá cả lại rất là hợp lý nha các bạn. Theo Trân biết thì đây còn là nơi tiên phong trong việc phục vụ tiệc room dành cho các bạn học sinh sinh viên. Bên cạnh đó, trang thiết bị âm thanh theo tiêu chuẩn hiện đại cùng hệ thống ánh sáng hài hòa, đèn chùm phân bổ dọc hành lang tạo ra không gian ấm áp và sang trọng. Hòa cùng điệu nhạc nhẹ nhàng và du dương, Kalina hứa hẹn sẽ làm hài lòng cho những khách hàng khó tính nhất. Kalina có tổng cộng là 5 sảnh chính. Tùy vào đặc tính của từng sảnh, nhu cầu của khách hàng mà phía Kalina sẽ tư vấn và đưa ra lựa chọn phù hợp. Dù vậy nhưng mỗi sảnh đều thoáng đãng, rộng rãi, thích hợp trang trí theo nhiều chủ đề khác nhau vì tông màu chủ đạo của tòa nhà là màu trắng. Khi nãy Trân có quan sát thấy là tên của các sảnh được đặt theo các vì sao, hành tinh và dải ngân hà. Chính vì có liên quan đến thiên hà cho nên nhìn lên trần nhà chủ yếu là các đèn pha lê lấp lánh giống như là các vì sao trên trời vậy. Còn đây là bàn gallery, nhìn rất đẹp với rất là nhiều món đồ trang trí. Nếu khách hàng mong muốn có một bàn gallery thì sẽ được Kalina hỗ trợ trưng bày trước sảnh tiệc. Những bàn gallery được bày trí theo những chủ đề khác nhau từ cổ điển cho đến hiện đại, năng động bằng những món trang trí như là hoa tươi, bóng bay và khung ảnh. Và chính nhờ sự linh hoạt sắp xếp này, Kalina chính là địa điểm lý tưởng cho nhiều khách hàng lựa chọn. Mình cũng thường rất là kỹ tính trong việc lựa chọn một nơi tổ chức sự kiện, cho nên là từ âm thanh, ánh sáng, phục vụ chuyên nghiệp ra thì cái tiếp theo mà mình chú trọng là đồ ăn phải ngon và hợp khẩu vị.
Với Kalina thì các bạn an tâm vì thực đơn cao cấp phong phú theo phong cách ẩm thực Á Âu. Dưới bàn tay khéo léo của đội ngũ đầu bếp chuyên nghiệp và am hiểu về ẩm thực sẽ mang đến cho các bạn những món ăn vừa đẹp về hình thức, vừa ngất ngây hương vị. Theo cảm nhận của Trân thì các món ăn ở đây rất là ngon về chất lượng, nhưng mà giá tiền thì là rất là phù hợp với mọi người. Chất lượng món ăn ở đây phù hợp với hầu hết khẩu vị của các thực khách, với những món ăn từ khai vị đến tráng miệng. Còn nói về giá cả thì chúng ta sẽ càng ngạc nhiên hơn, vì trong một không gian sang trọng và đẳng cấp của một trung tâm hội nghị và tiệc cưới có tiếng nhất nhì quận Tân Phú mà giá lại rất là vừa túi tiền. Còn quan trọng hơn hết là có thể tạo ra cho mình một cảm giác thoải mái để chúng ta có thể thăng hoa cảm xúc trong những sự kiện trọng đại. Kalina luôn mang đến cho khách hàng của mình chất lượng dịch vụ cưới cao nhất. Không chỉ có vậy, Kalina còn có các dịch vụ như là chụp hình cưới, áo cưới, xe cưới, mâm quả, trang trí nhà ngày cưới, cực kỳ thuận lợi cho các khách hàng khi lựa chọn dịch vụ cưới chọn gói. Và hy vọng rằng những chia sẻ của Trân có thể giúp cho các bạn có thể dễ dàng lựa chọn cho mình một nơi tổ chức sự kiện cho những dịp quan trọng, hay tận hưởng niềm hạnh phúc trọn vẹn khi cùng người bạn đời của mình tay trong tay cùng tiến về phía lễ đài hạnh phúc.